Ngày 14 tháng 4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 3 nghi phạm để mở rộng đường dây bắt trộm tiêu thụ chó. Ba người bị bắt giữ là Nguyễn Văn Điều, 46 tuổi, Nguyễn Văn Duyệt, 24 tuổi và Nguyễn Văn Cương, 26 tuổi. Bước đầu, công an làm rõ, Điều là người chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động của nhóm trộm chó. Cương và Duyệt là đàn em, từng có nhiều tiền án tiền sự. Bên cạnh việc bao ăn ở, Điều sẽ cung cấp các dụng cụ kích điện, băng keo, xe máy biển số giả để đàn em hành nghề. Chó do các nghi phạm trộm từ nhà dân sẽ được Điều thu mua rồi đem đi các nơi tiêu thụ. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, nhóm của Điều đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn.